xây tương thân tình trong đạo phần, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ Chùa Điều Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, pháp danh Nhật Khiếu Hạnh. Và thưa quý vị, trong chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, còn có Ngài Thích Quang Long là viện chủ của tu viện Pháp Âm ở tại thành phố Atlanta. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Dạ, chúng con kính đảnh lễ Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Thầy cũng chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, pháp danh Nhật Hiếu Hạnh. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chào đến toàn quý khán thính giả đài IBC. Dạ, và câu hỏi đầu tiên của chương trình, con xin hỏi Hòa Thượng Thích Quảng Lâm ạ. Kính bạch Thầy, đại nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là gì ạ? Đại nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là ngài nguyện sau khi thành Phật, sắc thân của Ngài trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức bao la vội vội, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sanh tâm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly trong khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài nguyện khi mà thành Phật, sự sắc thân, tức là cái thân của Ngài như là ngọc lưu ly, nó trong suốt như ngọc lưu ly. Cái chất liệu lưu ly đó thì chúng ta thấy nó là một trong bảy báu ở trong kinh thường diễn tả kim ngân lưu ly pha lê sa cừ ma não. Và cái khi mà cái thân ngài như ngọc lưu ly thì cái ánh sáng nó chiếu soi một cách không có bị chướng ngại, không có ngăn ngại, trong suốt do ngài thành đạt quả vị giác ngộ thành Phật. Do đó cái thân của ngài, thân Phật là gồm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là thân kim sắc. Kính bạch Thầy, đại nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là gì? Và con xin mời Hòa Thượng Tọa Thích Quảng Lâm ạ. Cảm ơn Thầy, cảm ơn ca sĩ Jessie Thảo Vi, pháp danh Nhật Hiếu Hạnh. Nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư, ngài nguyện như sau. Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu ly, uy đức cao bao la vội vội, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sanh tâm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Ở đây chúng ta thấy trong khi hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật Dược Sư ngài nguyện khi thành Phật đó, thì thân của ngài sẽ trong sáng như là ngọc lưu ly. Một Đức Phật, cái tiêu chuẩn một Đức Phật khi thành Phật là gồm có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, như Đức Phật Thích Ca đã từng ngài Đức Phật Thích Ca đã đạt được cái quả vị giác ngộ và đã từng có chúng ta ca tụng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt. Và ở đây Đức Phật Dược Sư nói là thân ngài như là ngọc lưu ly, nó trong sáng. Lưu ly là một trong những bảy báu kim ngân lưu ly pha lê sa cừ ma não, trong kinh thường diễn tả cái pháp số là bảy báu. Và khi cái thân của ngài do cái năng lực tu hành thanh tịnh, cho nên cái thân của ngài nó trong suốt và ánh sáng nó chiếu qua thì nó không có ngăn ngại, nó không có chướng ngại, bởi vì cái lưu ly nó còn trong suốt hơn cái thường thường chúng ta thấy cái kiến của mình nhìn đó thì đã trong suốt, đã thấy được rồi, đã thấy qua bên kia rồi. Thế nhưng cái lưu ly nó càng trong suốt gấp hàng trăm ngàn lần cái kiến thường như là chúng ta thường thấy. Cho nên cái uy đức, cái uy đức là một cái uy lực. Ngài Đức, một Đức Phật gồm có phước và huệ, tức là phước huệ trang nghiêm, phước huệ lưỡng toàn, phương tắc Phật đó. Thì khi cái phước và cái huệ
nó thành tựu một cách viên mãn, thì chư Phật thành tựu được cái uy đức. Cái uy đức của Ngài nó tỏa ra. Tức là thường thường ta nói một người có một cái uy là chúng ta có cái đức. Mà Đức Phật Dược Sư Ngài có cái đức mà khiến cho chúng sanh thấy là phát tâm, sanh cái tâm Bồ Đề, phát khởi cái tâm Bồ Đề. Cho nên cái uy đức nó bao la vòi vòi. Ở đây nói là uy đức bao la vòi vòi là nó rất là to lớn như là núi Tu Di. Cái uy đức này do cái công đức tu hành thanh tịnh của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Một Đức Phật trải qua cái con đường Bồ Tát Đạo rất là dài, rất là lâu, rất là xa. Cho nên khi mà thành tựu cái đạo quả vị giác ngộ thì cái uy đức đó chúng ta thấy không có thể nào mà nghĩ bàn được. Bây giờ chúng ta lấy cái hình ảnh nào để so sánh thì có thể nó cũng không có chuẩn, nó không có đúng như là chúng ta thấy những danh từ chỉ ngắn thôi. Đó là uy đức bao la vòi vòi, tức là có thể diễn tả một cái từ mà dễ hiểu nhất, đó là không thể nghi bàn, là bất khả tư nghị, là cái uy đức rất là rộng lớn bao la, không có lấy một cái vật gì ở thế gian này. Vật lớn nhất thường thường trong kinh diễn tả là núi Tu Di, là cao cả nhất, bao la rộng lớn nhất, nhưng mà cũng không có sánh bằng cái uy đức bao la vòi vòi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được. Từ cái thân của Ngài Như Ngọc Lưu Ly đó, thì ánh sáng nó chiếu soi sáng soi khắp nơi. Cái ánh sáng này nó chiếu đến là trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là cái trong cõi nhân gian của chúng ta không. Bởi vì vô số vô lượng vô biên thế giới, mà trong cái vũ trụ ngân hà, trong cái tất cả cái pháp giới mà chư Phật diễn tả đó, tức là vũ trụ quan là chư Phật diễn tả, là nó rất là hằng hà, gọi là hằng hà sa số thế giới, tam thiên đại thiên thế giới rất là nhiều, chúng ta không có thể nào mà đếm hết được, không có thể nào mà kể xiết hết được. Tuy nhiên cái ánh sáng này chúng ta thấy cái uy đức và uy thần lực của Đức Phật Dược Sư đó, ánh sáng đó nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhờ đó mà chúng sanh khi nghe đến danh hiệu của Ngài đó thì dễ dàng phát khởi cái tính tâm và khiến cho chúng sanh tâm tối. Chúng sanh tâm tối ở đây á là chúng ta thấy kể cả ở trong cái chúng sanh tâm của ta, nếu mà chúng ta là người không có thức tỉnh á, thì chúng ta đang là một chúng sanh tâm tối. Chúng sanh tâm tối cùng chỉ cho tâm tâm của ta là vô minh, vọng động, vọng thức, điên đảo, là chúng ta đang tâm tối. Và chúng sanh tâm tối còn hiểu một cách khác, đó là những chúng sanh ở những nơi địa ngục A Tỳ, những chúng sanh ở nơi đó là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. Và Đức Phật Dược Sư, ánh sáng của Ngài chiếu đến nơi đó thì tất cả chúng sanh ở nơi đó cũng được thức tỉnh, cũng được thoát khỏi cái sự hành phạt ở nơi địa ngục. Còn phàm phu chúng ta đó, khi mà chúng ta còn say đắm trong cái ngũ dục lạc, ngũ dục lục trần, chúng ta say sưa chạy theo, bị quay cuồng trong cái sanh tử, không có cái chỗ dừng, thì chắc chắn rằng chúng ta đang tâm tối. Còn nếu chúng ta trở về với chính mình, trở về quy y với Tam Bảo, trở về với ánh sáng giác ngộ, trở về với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhờ cái ánh sáng của Đức Phật là chiếu soi đến trong tâm của ta, từ đó chúng ta thấy trong tâm của ta được sáng suốt nhờ cái uy đức của Đức Phật Dược Sư đã chiếu soi đến để giúp chúng ta tỏ ngộ. Cho nên trong cái lời nguyện thứ hai Ngài nói là khiến cho chúng sanh tâm tối, nhờ đó mà tỏ ngộ. Tỏ ngộ nói cách khác đó là thức tỉnh. Khi tỏ ngộ tức là sáng suốt, mà khi tâm tối là nó trái ngược với là vô minh. Mà vô minh là phàm phu, là vô minh. Và tỏ ngộ là sáng suốt, là thức tỉnh, là trở về với cái bản thể giác ngộ. Mà mỗi chúng sinh đều có cái bản thể giác ngộ, đều có cái Phật tánh thường trú, Phật tánh chân tâm, Bồ Đề, Niết Bàn. Mỗi chúng sanh đều có cái tánh Phật. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chính vì vậy, cái ánh sáng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài chiếu đến khiến cho chúng ta, tâm chúng ta được bừng sáng và được tỏ ngộ. Và từ đó chúng ta từng bước đi trên cái lộ trình thăng hoa, tiến đến cái quả vị
Vô Thượng Bồ Đề, giác ngộ giải thoát. Và tùy theo khi mà chúng ta thức tỉnh rồi, thì lúc bây giờ tùy theo cái kết lại con lời nguyện thứ hai, đó là tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Trong tâm ta có Phật tánh, có bản chất giác ngộ, tức là có cái tánh Phật, có cái bản tánh sáng suốt, tức là có Bồ Đề, có Niết Bàn, có Như Lai, viên giác diệu tâm, bản thể thanh tịnh. Trong tâm ta là Phật. Thế nhưng muốn thành quả vị Phật đó thì cũng từng bước đi lên, tức là từ cái căn bản thấp nhất, từ căn bản nhất chúng ta đi lên từng bước, thì đó là tiệm tiến, tức là quay trở về là bờ, tức là giác ngộ. Giữa mê và giác nó cũng trong tích tắc rất là ngắn, nhưng mà nói xa thì cũng rất là xa. Chính vì vậy cần phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, như Đức Phật đã từng hành Bồ Tát Đạo trong ba tăng kỳ kiếp mà trong kinh diễn tả. Đức Phật đã từng, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng đã từng nói rằng Ngài đã từng trải qua làm vị vua, đã từng trải qua làm vị đạo sư, đã lịch kiếp Vi Minh Vương, Chi Lương Tướng, đã từng làm vị tướng, Vi Hiếu Tử, đã làm người con hiếu, đã từng làm bậc đạo sư. Lịch kiếp Vi Minh Quân, Vi Lương Tướng, Vi Hiếu Tử, Vi Chi Đạo Sư, vận dụng chân như, kiếp vô lượng thiện duyên, trang nghiêm, phước hải. Tức là Ngài trải qua nhiều lịch số kiếp, tức là trải qua A Tăng Kỳ Kiếp. Ba A Tăng Kỳ Kiếp là trải qua nhiều đời, vô số kiếp, nhưng mà tinh tấn nỗ lực. Cái điều quan trọng là Đức Phật lúc nào hành Bồ Tát Đạo, Ngài luôn luôn tinh tấn nỗ lực để đạt được cái bá vị giác ngộ. Cho nên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Ngài khuyến khích chúng ta và khuyên chúng ta nên tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành. Cái nghiệp lành ở đây là phải hiểu rằng nó trái với cái ác nghiệp. Nghiệp lành là những cái gì làm cho thiện ích, làm cho tăng ích, đó là nghiệp lành. Và những gì làm cho tổn hại cho mình và cho tha nhân, đó là nghiệp ác. Và những điều chúng ta làm lợi ích cho mình, tăng ích cho mình, tăng trưởng cái công đức và làm lợi cho người khác, đó là cái việc nó tạo ra cái công đức, tạo ra cái nghiệp lành. Và nếu muốn làm nghiệp lành, rất là quan trọng, phải không? Thì bây giờ để mời cháu Jesse Thảo Vy, nhà khu hành, con có thể đọc cái lời nguyện thứ hai bằng tiếng Anh chia sẻ với tuổi trẻ được không? Sau khi mà ngài viện trưởng, viện chủ tu viện Pháp Âm đã. I vow that in a future life when I attain the supreme enlightenment, my body be as bright and clear as crystal, flawlessly pure, vastly radiant, majestic with merit and virtue, abiding at ease, adorned with blazing nets brighter than the sun and the moon. Beings dwelling in darkness will be illuminated and will succeed in all their endeavors. Vừa qua bé Jesse Thảo Vy, Pháp Danh Nhật Hiếu Hạnh, đọc tiếng Anh để các bạn trẻ đôi khi không có hiểu rành tiếng Việt hết, thì nghe cái lời nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư bằng Anh ngữ, thì các cháu nhỏ mà sinh ra ở Mỹ này đó thì cũng kết duyên. Tức là khi nghe đó, chỉ cần nghe ở trong kinh Dược Sư Ngài nguyện là chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài là đã phát khởi kết quy duyên lành đó. Đó. Cho nên hy vọng rằng cái Anh ngữ này các em nhỏ khi xem thì cũng sẽ kết cái duyên lành với Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và từ đó chúng ta sẽ thăng hoa từng bước trên cái con đường tiệm tu của mình, rồi trên cái các cái nghiệp lành của mình, rồi cuối cùng chúng ta đạt đến cái quả vị cuối cùng, sau cùng đó là giải thoát và giác ngộ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Con xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Dạ, câu hỏi kế tiếp con xin hỏi Hòa Thượng Thích Viên Lý ạ. Kính bạch Thầy, đại nguyện thứ ba của Đức Phật Dược Sư là gì ạ? Di Đà Phật, Thầy xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của con.
Thưa quý vị, đại nguyện thứ hai đã được Ngài Thích Quảng Lâm, viện chủ tu viện Pháp Âm, chia sẻ một cách rất là tỏ tường. Và cháu Jesse Thao Vy Nhật Hiếu Hành cũng đã chia sẻ bằng tiếng Anh. Như vậy thì những người giỏi tiếng Anh cũng có thể theo dõi được, hiểu được những cái đại nguyện của Đức Phật Giáo sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai trước khi mà Ngài thành đạo. Thì chúng ta thấy rằng là khi còn thực hành Bồ Tát hạnh, Đức Giáo sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đã phát ra 12 lời nguyện. Nhưng mà chúng ta có thể cô kết 12 lời nguyện đó vào ba cái điểm chủ yếu như thế này. Thứ nhất là thỏa mãn hay là đáp ứng một cách thỏa đáng cái nhu cầu về điều kiện sức khỏe cũng như là dung nhan cho bất cứ một ai. Lý do là vì ở cái lời phát nguyện đầu tiên, chúng ta thấy là cô nguyện khi chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thân hình của con rực sáng và có đầy đủ 32 tướng tốt cũng như là 80 vẻ đẹp. Và tất cả chúng sinh cũng có cùng những gì mà con đã thành tựu. Qua đó chúng ta hiểu rằng là cái đại thượng nguyện rất lớn của Đức Phật Giáo sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là làm thế nào để chăm sóc, giúp cho những cái ước vọng tốt đẹp nhất của con người và xã hội được thành tựu một cách viên mãn trên cái mặt sức khỏe và dung nhan. Bây giờ ai cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình, đến sắc đẹp, chẳng những sức khỏe mà còn sắc đẹp nữa. Ngài nguyện đáp ứng tất cả những cái nhu cầu đó của con người. Và cái điều thứ hai là chẳng những đáp ứng một cách thỏa đáng về cái nhu cầu sức khỏe và sắc đẹp, mà còn đáp ứng một cách thỏa đáng về những cái nhu cầu quan yếu khác, chẳng hạn như là thuốc men, cơm áo, nhà cửa, thiếu thốn bất cứ điều gì cũng tùy theo đó mà được tội ý. Nếu như là trong sám pháp dược sư thấy được cái sai lầm tội lỗi của mình, thành tâm sám hối và nguyện làm tất cả những cái điều lành, đoạn trừ tất cả những cái điều ác và thanh tịnh tâm thức của mình, khi nghe danh hiệu của Ngài thì điều gì cũng được tội ý và cao hơn. Thưa quý vị, Ngài đáp ứng một cách thỏa đáng với cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu về vật chất, về sức khỏe, Ngài đã đáp ứng một cách trọn vẹn rồi. Nhưng mà cao hơn, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đáp ứng nhu cầu tâm linh của chúng ta. Đó là gì? Đó là giúp chúng ta thành tựu được tuệ giác tối thượng. Đó là thành Phật. Mà khi thành Phật thì đương nhiên chấm dứt hồn tuồn khổ đau, giải thoát vào luân hồi sinh tử trong ba đường sâu cội. Ai trong chúng ta cũng biết đạo Phật là con đường thoát khổ. Mà cái hành nguyện của Đức Giáo sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đó là giải thoát khổ đau cho tất cả chúng sinh.
các vị Bồ Tát lấy chúng sinh làm đối tượng để thành tựu cái lý tưởng của Bồ Tát Đạt. Lấy sự khổ đau của chúng sinh là mục tiêu và động lực để dấn thân cứu độ. Đây là một cái điều phải nói rằng là vô cùng quan yếu. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của giáo giả sĩ Thảo Quy Nhật Hiếu Hạnh. Nguyện thứ ba trước khi thành Phật, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai đã phát nguyện như thế nào? Đây là nguyện văn thưa quý vị. Nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng trí lượng vô lực và phương tiện làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng, không để cho ai có sự thiếu thốn. Khi mà Ngài thành Phật rồi, có được cái tuệ giác vô thượng rồi, thì Ngài vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện thiện xảo để làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng. Ví dụ như cơm áo, nhà cửa, thuốc men, những cái tiện nghi cần thiết trong đời sống, không để cho bất cứ ai rơi vào cái hoàn cảnh thiếu thốn, nghẹt nghèo nào. Phải nói rằng là đây là một cái đại nguyện vô cùng lớn lao. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cũng có những vị tỷ phú, cụ thể như là tỷ phú Bill Gates hay là tỷ phú Warren Buffett hay là tỷ phú Amazon Jeff Bezos cũng đã phát tâm để mà làm những cái công việc từ thiện xã hội, cũng giúp đỡ ở những cái lĩnh vực như là giáo dục, như là y tế, vân 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 vân. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy với lòng đại từ bi vô lượng bao la trong những cái đại thệ nguyện mà Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai trước khi thành Phật đã phát ra, quả thật vô cùng lớn lao. Thì trước khi để thỉnh Ngài Quang Long chia sẻ thêm, thì xin mời Nhật Hiếu Hạnh còn có thể chia sẻ với quý khán giả bằng tiếng Anh để giúp cho những người trẻ. I vow that in a future life, when I attain the supreme enlightenment, I will, by means of limitless, unbounded wisdom and skill and means, enable all sentient beings to obtain an inexhaustible supply of material necessities, so they are without the slightest want. Như là Phật, thầy cảm ơn con đã đọc cái đoạn tiếng Anh để cho các bạn trẻ hiểu thêm. Và vừa rồi cái trong lời nguyện thứ ba, Hòa Thượng đã chia sẻ rất là đầy đủ rồi. Con chỉ nói về một cái ý nhỏ nữa thôi, thêm về một cái ý nhỏ nữa là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vì lòng đại từ đại bi ở Đức Phật nào, bất kỳ một Đức Phật nào cũng đều có đủ tâm đại từ đại bi. Cho nên khi mà muốn độ chúng sinh một cách dễ dàng đó, thì chư Phật đã dùng những vô số, vô lượng cái phương tiện và cái trí tuệ. Các ngài rất là, nói một cách khác là làm thế nào để cho nó phù hợp với tùy từng đối tượng. Cái căn cơ và cái trình độ của chúng sinh ở nó rất là khác nhau. Có người thượng căn, có người trung căn, người hạ căn. Do đó mà ở đây có Đức Phật Dược Sư Ngài cũng nhắm tất cả để phù hợp hết tất cả mọi đối tượng. Vì vậy cho nên không có phân biệt người giàu, người nghèo hoặc là giai cấp thế nào, rất là bình đẳng cái phương tiện của Ngài. Và với cái trí tuệ đó thì Ngài độ cho tất cả chúng sinh đó một cách bình đẳng để hưởng được cái pháp vị như nhau. Đó là cái tinh thần chúng ta thấy rất là công bằng và dân chủ. Và khi chúng sinh thấm nhuần được cái, tức là hiểu rõ và thực hành cái phương pháp của Ngài Dược Sư giúp, thì
chúng ta sẽ được tất cả những cái phương tiện sử dụng hàng ngày. Những cái con người sinh ra trong cuộc đời này nó có hai cái nhu cầu cần thiết, đó là về vật chất và tinh thần. Đức Phật Dược Sư không những ngài chỉ dạy về cái mặt tâm linh cho tất cả chúng sinh giải thoát giác ngộ, nhưng ngài đối với những người mà họ có cái nhu cầu vật chất cần thiết thì trước tiên Đức Phật Dược Sư cũng rất là thực tế, ngài cứu giúp chúng sinh đầy đủ tất cả những cái phương tiện vật chất, những cái nhu cầu vật chất hàng ngày thiếu thốn thì ngài đều cứu giúp một cách hết sức là thiết thực. Cũng như Hòa Thượng có nói các vị tỷ phú như Bill Gates, ông tỷ phú Amazon và Warren Buffett đó, thì các vị này, cái tâm của họ, họ là tỷ phú, nhưng mà cái tâm đóng góp về từ thiện để giúp cho đồng bào nghèo khổ mà họ không riêng gì giúp cho cái dân Mỹ không. Những người này có thể nói là cái tâm hồn họ cũng rộng lớn, vượt cái biên giới trong cái giới hạn của trong đóng khung trong nước Mỹ không, mà họ còn có thể giúp ở bên châu Phi những cái hoàn cảnh đáng thương, rất là nghèo khổ như xứ sở châu Phi, và những cái dịch, những cái nghèo khổ đói thiếu đói khát khốn khổ ở đó, thì các vị tỷ phú này cũng đã đem cái tài sản của mình đã chia sẻ gửi tặng đến cho những cái tặng phẩm đó gửi đến cho những cái người vừa nêu, thì đó là một cái họ cũng đang thực hành theo cái hạnh lành, thực hành theo cái hạnh của Đức Phật Dược Sư vậy. Rất tiếc thời gian không cho phép, thầy cho chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ, trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật.